Xin chào quý vị và các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái nước dashi, nước rau củ quả để cho bé ăn dặm á. Thì cái nước rau củ quả này thì mình làm một lần á, thì mình để giữ trong vòng 1 tuần ở ngăn đá. Cho những người bà mẹ nào bận rộn thì mình sẽ là để ngăn đá trong 1 tuần nhé. Và khi mà chúng ta bỏ ngăn đá thì chúng ta phải bọc hết kỹ, hết bằng bọc thực phẩm, hoặc nếu như các bạn đựng vào lọ thủy tinh nhỏ thì chúng ta không cần phải bọc, hoặc chúng ta phải bảo vệ kín nhé. Và đối với nước rau củ quả này thì nếu như mà mình làm một ngày một thì rất là mất công, mà 2 nữa là nó không đủ nguyên liệu, nó không ngọt được nước, thì chúng ta sẽ làm một lần trong 1 tuần nhé. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu một số cái rau củ quả mình sử dụng để làm cái nước dashi này, nước rau củ quả cho bé. Thứ nhất là chúng ta là mía này, chúng ta bỏ ít khoanh mía này, mướp này, rồi củ cải trắng này. Củ cải này mình vẫn chọn củ cải ta nhé, không dùng những sợi củ cải tàu. Và ngô này chúng ta cũng sử dụng là ngô nếp. Ngô nếp thì nó không được ngọt bằng ngô ngọt, nhưng mà chúng ta sử dụng ngô nếp nó sẽ an toàn hơn là ngô ngọt, vì ngô ngọt là những cái sản phẩm biến đổi gen thì nó sẽ không tốt cho bé. Đây su của nhà thì mình tận dụng những cái sản phẩm của nhà luôn, su của nhà trồng được đó. Bí đao, khoai lang với cà rốt, bí đỏ đó. Đó là những cái nguyên liệu để mình sử dụng nước để cho nước nó ngọt nhé. Và bây giờ mình sẽ đi sơ chế qua cái rửa sạch, và chúng ta sẽ gọt bỏ những cái nguyên liệu này để chúng ta làm nước. Đây các bạn nhé, rau củ quả mình đã rửa sạch và mình gọt vỏ, mình rửa sạch nhé. Bây giờ mình sẽ đi thái từng lát mỏng nhỏ vào, từng miếng nhỏ vào nhé. Chúng ta đừng thái. Các bạn nhé, rau củ quả mình đã thái lát mỏng thế này á. Rồi bây giờ mình đã chuẩn bị một nồi nước và mình bỏ vào, mình ninh rau củ quả nhé. Mình bây giờ chuẩn bị nước và bắt đầu mình lại ninh rau củ quả. Các bạn nhé, cái nước củ quả mình đã chín nhé, và nước đã ngọt nhé. Cái nước này thì mình sẽ để nguội nhá, mình sẽ để nguội xong rồi mình sẽ cho vào cái lọ thủy tinh để mình sử dụng, và đậy nắp lại, và mình sử dụng và bỏ ngăn đá sử dụng trong 1 tuần. Đây nhá, mình sẽ cho các bạn xem cái lọ thủy tinh của mình nhé. Đây, mình sử dụng cái lọ thủy tinh này để mình dùng, những cái lọ này là mình sử dụng để làm sữa chua, nên là mình tận dụng luôn, có nhà mình tận dụng luôn. Thì mình đong các cái lọ này, nước vào cái lọ này, sau này mình sẽ đậy nắp kín. Còn nếu như bạn nào mà không sử dụng cái lọ đó đậy nắp kín thì chúng ta có thể là dùng những cái khay á, chúng ta đong vào, và chúng ta phải dán cái màng bọc thực phẩm vào nhé. Còn nếu như các bạn không để đậy kín, không để bảo đảm đều thì cái nước của chúng ta nó sẽ mất chất, mà hay nó sẽ bị vi khuẩn nó phải xâm nhập vào thì sẽ không tốt cho bé sử dụng đó. Các bạn nhắc tới với nước thì mình cũng phải lọc qua xay thế này nhé. Thì những cái cặn của cái rau củ quả thì nó sẽ không rơi vào cái nước này, và nước nó là trong và nào đó, thấy chưa? Các bạn phải xay qua xay nhé. Đây mình làm xem cho các bạn xem này. Đây mình sẽ đổ được. Đối với nước này thì cái bã này thì mình có thể là xay vào máy xay sinh tố nhé. Xong rồi chúng ta cũng làm tương tự như nước, chúng ta cũng để từng bữa ăn, và chúng ta sẽ khi nào ăn chúng ta sẽ giã đông và chúng ta sẽ đưa xuống cho bé sử dụng đó. Một lần nữa thì mình xin chúc các bạn là có một cái những cái món ăn cho bé yêu của mình rất là ngon và bổ dưỡng nhé. Nhớ ấn like và đăng ký, chia sẻ giúp mình nhé. Mình cảm ơn rất là nhiều. Chúc các bạn thành công.